Rất đông người dân du khách có mặt tại Tháp nước Hàng Đậu từ sáng sớm xếp hàng chờ tới lượt tham quan trong ngày đầu mở cửa đón khách. Sáng nay 17 tháng 11 trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, Tháp nước Hàng Đậu quận Ba Đình Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan. Tháp nước Hàng Đậu là một trong bốn di sản trở thành không gian nghệ thuật mở cửa đón khách tham quan trong lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Theo kế hoạch 9 giờ mới bắt đầu đón khách, nhưng từ 6 giờ 30 phút chiều, người dân đã tìm tới trước cửa Tháp nước Hàng Đậu để chờ được vào tham quan. Bác Nguyễn Thị Diệp, sống tại phố Cầu Giấy, chia sẻ Tôi sinh sống ở Hà Nội từ bé, năm nay 85 tuổi, nhưng chưa một lần biết tới bên trong tháp nước hàng đậu như thế nào. Nhiều người vẫn bảo bên trong đó là bể nước. Hôm nay là cơ hội để tôi và mọi người đến tận mắt xem không gian bên trong. Thực sự rất háo hức và phấn khởi. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, Nguyễn Kiều Trang Hoàng Hoa Thám Ba Đình cùng bạn tới tháp nước hàng đậu xếp hàng từ sáng sớm. Háo hức chờ đợi để được vào tham quan ở bên trong tháp nước lịch sử. Đây là cơ hội để các bạn trẻ như em có thể hiểu rõ hơn các giá trị lịch sử. Trước đây, em chỉ thấy thắp nước hàng đậu từ bên ngoài nên khá tò mò, muốn biết bên trong ra sao. Dù đã được xem một số hình ảnh được tiết lộ nhưng vẫn muốn trải nghiệm tận mắt. Người dân là đầu tiên được trải nghiệm không gian bên trong công trình lịch sử gần 130 tuổi, dù không gian nhỏ chỉ có 250m2. Mỗi lượt khách tối đa 15 người sẽ có khoảng 15 phút trải nghiệm bên trong. Công trình được xây dựng vào năm 1894 cùng với việc xây dựng nhà máy nước Yên Phụ là một trong những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội do người Pháp xây dựng nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội. Tháp nước hàng độ có hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Tháp có đài nước khổng lồ bằng thép, dung tích 1.250m khối, nằm trên đỉnh 8 bức tường đá những ngày gần đây nam em đã lên tiếng úp mở về chuyện chuẩn bị kết hôn nhưng chưa từng hé lộ danh tính về ông xã tương lai nửa đêm qua người đẹp bất ngờ xét chế độ hẹn hò cùng với một người đàn ông hành động của nam em khiến mọi người không khỏi bất ngờ thậm chí có người còn nghi ngờ người đẹp lấy ảnh của ai đó để xét chế độ hẹn hò trước nghi vấn này nam em còn thẳng thương phủ nhận và cho biết nếu cô dám lấy ảnh cá nhân của người khác để sử dụng thì sẽ bị vi phạm pháp luật mới đây nhất thì người được nhắc tới trong phần công khai hẹn hò của nam em cũng đã công khai hình ảnh cả hai kèm với chia sẻ khá dài Người này cho biết không biết là quá khứ anh trải qua sóng gió bão tố ra sao. Anh cũng đã biết quá khứ của em đủ khổ rồi. Anh lựa chọn im lặng âm thầm, nhưng cái âm thầm đó chỉ là động lực cho mọi người tò mò, đảo bới. Nên anh sẽ quyết định công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em. Dù công việc anh hay em có bị ảnh hưởng thì với cái trí tuệ của anh và sự thông minh của em thì cũng dư sức chúng ta sống trong hào quang của sự kính trọng ở một chặng đường chi kiến thức em an tâm nhé khi anh đã quyết định một việc gì anh sẽ không bao giờ buông dù nó khắc nghiệt thị phi đến đâu anh vẫn sẽ luôn bao bọc che chở để em bình an dù nó là sóng gió của bất cứ lĩnh vực nào anh cũng nhắn nhủ tới fan của nam em tôi biết các bạn yêu quý nam em dành cho nam em rất nhiều tình cảm tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát nam em cần sự kính trọng cô ấy trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước đi tiếp vì thế mà tôi ở đây cô ấy và tôi cũng đã nhiều lần tranh luận giận hờn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau bao nhiêu sóng gió vấp ngã mỗi lần vấp ngã cô ấy đều có bài học đắt giá và sự giác ngộ lần này cô ấy không dễ lập lại vết xe đổ đâu kịch bản lần này sẽ không giống các lần khác thay vì tò mò tìm hiểu đào bới thì tôi sẽ vạch hết những thứ đó cho các bạn biết hiện tại công việc của tôi đang rất bận mà phải giao lại cho học trò để đồng hành cùng với cô ấy Tôi cũng đã nói cô ấy là khi nào em cảm thấy sự cống hiến cho nghệ thuật không còn ý nghĩa thì em hãy để anh lo cho em danh phận hào quang ở một lĩnh vực khác nên rất mong fan ủng hộ cô ấy để cô ấy được cống hiến và cháy hết mình vì nghệ thuật. Còn không, chúng tôi có rất nhiều dự án khác để phát hành. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm lo lắng cho cô ấy. Cô ấy đủ thông minh để giao cuộc đời cho một ai đó. Nếu ai đó làm cho cô ấy khổ hạnh, đó là nghiệp cô ấy phải trải qua và trừng phạt nhân quả cho những người đã làm tổn thương và có mưu đồ hãm hại cô ấy. Tôi sẽ chia sẻ thêm về những thứ khác dần dần. Các bạn chỉ cần biết rằng hiện tại và tương lai gần hay tương lai xa thì tôi luôn ở bên cạnh. Tôi ít sử dụng nền tảng TikTok, Facebook mà chỉ dùng chính là Zalo và mail nên các bạn thông cảm. Theo thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của người đàn ông này thì hiện tại anh đang công tác tại khoa thanh nhạc của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều người cũng khá hoài nghi về thông tin liên quan đến người đàn ông này liệu có chính xác hay là không. Trong phần thông tin học vấn, người này có đề cập tới việc đã từng theo học ở Anh, nhưng khi click vào đường dẫn lại ra trang web của một cửa hàng tiện lợi bán đồ công nghệ ở London. Ngoài ra, trang cá nhân của người này đều chủ yếu share những clip chứ không hề có sự tương tác với bất cứ ai. Lý giải cho việc trang cá nhân của mình trông như một đánh ảo thì người này cũng cho biết anh chủ yếu hoạt động trên Zalo và Mail. Hiện tại, thông tin về chuyện tình cảm của nam em vẫn khiến mọi người hoài nghi không xác thực. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có nhiều lời chúc mừng đến nam em khi cô đã tìm được người yêu thương mình sau những sóng gió về tình cảm. Từ bỏ nghề điện, anh Trọng ở Cần Thơ gây dựng khu vườn rộng 1.000m2, trồng 500 loài xương rồng bán cho các chủ biệt thự, chủ quán cà phê, mang lại thu nhập 60 triệu đồng một tháng. Chiều giữa tháng 11, anh Thái Đắc Trọng, 39 tuổi, ngụ ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ, ra vườn xương rồng rộng 1.000m2 để chọn cây bán cho khách. Gia đình anh trồng hơn 500 giống xương rồng, trong đó có nhiều loại quý hiếm như thạch trụ thiên, kim hồ. Anh Trọng sinh ra trong một gia đình nông dân ở Cần Thơ, học xong phổ thông, anh theo học trung cấp ngành điện công nghiệp. Sau 2 năm rưỡi, anh ra trường và xin việc làm vào các công ty gần nhà với mức thu nhập tương đối khá. Còn vợ anh làm kế toán cho một trường tiểu học, công việc ổn định của cặp vợ chồng này là ước mơ của nhiều người, nhưng bất ngờ anh trọng xin nghỉ việc để trồng sương rồng. Anh kể, một lần tình cờ đi ngang tiệm cây kiểng thấy cây sương rồng nở hoa đẹp nên quyết định mua về trồng. Sau đó anh nhân giống ra trồng thêm và thấy nhiều người cũng có sở thích trồng sương rồng giống mình. Từ đó anh quyết định nghỉ việc ở công ty để mở rộng quy mô diện tích sương rồng. Khi ấy ở Cần Thơ rất ít người trồng sương rồng nên tôi bàn bạc với vợ nghỉ việc để trồng loại cây này bán. Lúc nói với cha mẹ sẽ nghỉ làm, mọi người phản đối dữ lắm, Chào nói cây xương rồng này bán ai mua mà trồng. Tôi chỉ trả lời là mình thích xương rồng thì nhiều người cũng thích giống mình. Anh trọng nhớ lại năm 2019 anh quyết định gom hết tiền tích lũy được 250 triệu đồng để thuê đất và dựng nhà kính trồng xương rồng. Thời điểm đầu thì do chưa có kinh nghiệm anh gặp phải nhiều khó khăn từ việc trộn giá thể, nhân giống và chăm sóc. Anh phải tự tìm hiểu thông tin qua sách báo, internet để cập nhật kiến thức và rút kinh nghiệm trong quá trình trồng. Đến nay, trang trại của anh Trọng có hàng nghìn cây xương rồng lớn nhỏ, đặc biệt người đàn ông Cần Thơ này chuyên trồng những loại xương rồng để trang trí quán cà phê, biệt thự như tai thỏ, tai voi, trụ Shoni, trụ nến vàng, thanh sơn, trụ long khỉ, trụ mitilo, kim lăng trụ, kim hổ, nanh heo. Rất nhiều chủ quán cà phê chủ biệt thự ưa chuộng dòng xương rồng decor như tai thỏ, tai voi, trụ thanh sơn long khỉ. Đây là những dòng đẹp thẳng đứng, sức sống tốt mang ý nghĩa phong thủy nên được nhiều gia đình giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng một cây. Anh Trọng nói, ngoài ra anh cũng trồng những dòng xương rồng phổ thông kích thước nhỏ, bông đẹp, giá thành lợi hợp túi tiền học sinh sinh viên như những dòng Gym Lobby, Echino Aster để bán cho những người yêu thích các loài cây có kích thước nhỏ, tròn, xinh xắn. Cây xương rồng lớn thích nghi tốt với những điều kiện kèm theo thời tiết khắc nghiệt, nắng càng nhiều, cây càng cho màu đẹp phát triển càng tốt. Đặc biệt loài cây không ưa nước nên không cần phải chăm sóc và tưới nước nhiều, chỉ thỉnh thoảng bón phân hữu cơ. Theo anh trọng, cây xương rồng từ lúc gieo hạt đến trưởng thành để bán mất 2 đến 3 năm. Tuy nhiên nếu nắm vững kỹ thuật tháp ghép để đốt cháy giai đoạn thì chỉ mất khoảng 3 đến 5 tháng là có thể xuất bản. Kỹ thuật ghép đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm tính kiên trì bởi độ khó. Ngoài ra không quan trọng là phải canh thời gian nắng mưa để phun thuốc phòng bệnh cho xương rồng, anh trọng nói. Hiện tại anh trọng chỉ chủ yếu bán hàng qua mạng xã hội. Có lượng khách đông đảo từ Bắc tới Nam, mỗi tháng anh thu nhập khoảng 60 triệu đồng từ trang trại xương rồng.